Tiếp theo sẽ là những thông tin văn hóa giải trí đáng chú ý của ngày hôm nay. Liên hoan phim thế giới châu Á Asian World Film Festival lần thứ 9 đã chính thức được khởi tranh. Góp mặt tại giải thưởng lần này thì Việt Nam của chúng ta có 4 bộ phim điện ảnh tham gia. Chồng đang làm gì? Theo đó, 4 đại diện Việt Nam tham gia tại Liên hoan phim thế giới châu Á là Cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nhà bà nữ của đạo diễn Trấn Thành, Con nhóc mất chồng của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng và Đó qua mong manh của đạo diễn Mai Thu Quyền. Chia sẻ từ đại diện ban tổ chức, trong 100 bộ phim đến từ 50 quốc gia châu Á, Cho tàn rực rỡ và Lặng gió là 2 bộ phim Việt Nam chính thức được tranh giải tại Liên hoan phim thế giới châu Á Asian World Film Festival lần thứ 9 theo thứ tự hạng mục phim dài và phim ngắn. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng trên hành trình quảng bá kết nối điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với nền công nghiệp điện ảnh châu Á và thế giới.